Theo thông tin mới nhất được kênh truyền hình CCTV công bố, chất lượng nước ở khu đua thuyền không quá tệ như báo chí truyền thông đưa tin trước đó. Tuần trước, tờ New York Times đã đăng tải tấm hình một vật thể không xác định trôi nổi trên vịnh Guanabay ở Rio, nơi sẽ diễn ra một số bộ môn thi dưới nước trong kỳ Thế vận hội này. Theo bằng chứng cho thấy, tấm hình được lấy lại từ một bài báo cũ về tình trạng ô nhiễm nước ở Rio đã đăng vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Tiếp sau đó, nhiều bài báo khác nối đuôi nhau ra đời, trong khi vật thể trôi nổi kia vẫn chưa được làm rõ là gì. Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng xác nhận chất lượng nước ở bờ biển Copacabana đủ an toàn để tổ chức một số bộ môn thi Olympic dưới nước khác, bao gồm cuộc thi bơi sắp tới đây, còn chất lượng nước ở vịnh Guanabara, mặc dù bị báo cáo tiêu cực nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc thi. Chính phủ Brazil đã cố gắng hết sức để cải thiện chất lượng nước bằng cách đổ 3 tỷ đô la Mỹ vào các chương trình ở hơn 1.000 thành phố từ hồi đầu năm. Tuy nhiên, chính quyền ở Rio đã không thực hiện được cam kết xử lý 80% lượng nước thải sau khi giành quyền đăng cai Thế vận hội năm nay.